Dạ con đến đây để con xem bói ạ. Em không xem bói anh ạ. Dạ. Dạ. Anh lúc đấy anh hỏi mọi người là đến từ đâu. Còn em anh không cần phải hỏi nhá. Đây là em đến từ Việt Nam ạ. Em ngồi em chờ anh như thế này. Em chờ chứ họp việc kẻ cắp đã đến. Sơn Gia Lai cô. Nói về Sơn Gia Lai nhá. Sơn Gia Lai này là sống quá đẹp này. Xinh xắn mỹ miều hơn Thu Phương nhiều. Ăn ít này, ăn uống rất là nết na thủy mị này. Con nhà gia giáo mặc áo không mặc quần này. Áo không quần, nhầm. Nhín cái thời gian buổi trưa hoặc là buổi sáng anh chị mình có thèm món bún bò, mình có thể ghé cô Tâm nha cả nhà nha. Nói bắt buộc Vũ Thu Phương là em bảo đảm là cô Tâm sẽ giảm giá hoặc là tặng một suất CBD miễn phí. Đâu nữa nè. Đúng. Giò nè, wow, bà lem. Và đế phụ của Phương trong lai, hướng dẫn viên du lịch trong lai, hướng dẫn viên du lịch trong Sơn Gia Lai, cầm dài cô gái, Sơn Gia Lai, cầm dài cô gái, Minh Tiết trong vai khách du lịch, Minh Hài là TV, cầm dài khách du lịch, Hồng TV. Thì hôm nay ngành nghề của em là hướng dẫn viên du lịch. Hôm nay thì không biết em sẽ dẫn cô, dì, chú, bác hay là những vị khách du lịch nào đến du lịch tại đất nước Việt Nam của mình đây. Ờ, sao hoài đi kha. จะได้ทําให้ดูก็ได้อ่าทีนี้ก็ใครจะปลูกพืชผลชื่อที่มาฮอนมีมีชื่อค่ะทีนาว่าที่นี่มาลักษณะนี้โอ้ลักษณะก็หลอกกันมาฮะหลอกก็สิไม่เป็นไรแต่ตกแล้วไปเลยไปเลยงั้นงั้นยําปุ้มแคลนบายจองงอบแล้วฮะอยู่หัวแหลงสิบายเนี่ยคะแมนดอยมองลงให้เหลือพวกเวียฮาวปองปนันในลงฮะได้ๆๆพอได้ก็ให้ตู่นะฮ่องกงมาให้เจ้าเลยที่ออมในหูหูตู่ต้อแล้วกูสิกําหมั่นกันซะอย่าแห้งหยัดกูได้พวกท่านสู่แล้ว Có nghĩa là ba khách du lịch này nói là rất đói bụng và muốn ăn cái món gì ngon ngon và no no ở Việt đây, Nam. Đây, khắp đây. Yeah. My name Sơn. Sơn. Ok, giờ bây giờ Bye. Ê lên. Cao nói bảo mang cái guốc cao lên. Hai. Ok. Yes. Ok. สวัสดีครับ. Quán gì nào có sao này hả? Chỗ sao mà ta? Này. Đáp lý. Ok, ok. Thank you. Why you? Sủi mắc ma có lọ chừng, mi khoan sụp mắc ma. À, có nghĩa là chị ơi chị. Chị ơi cho mấy chị này, tại vì mấy chị này là khách du lịch đó cho nên là còn có muốn hỏi mà chị. Ủa, sạch chuột nha. À, không phải thịt chuột. Ê. Không phải thịt chuột. Thịt luộc. À, chị có thịt luộc cà pháo mắm tôm không? Yes. Thịt chuột á. Ê, no. Thịt chuột là. Lời. Người ta kêu là thịt heo. À. Thịt heo. Ý là ba chị này đến từ ba đất nước khác nhau. À, đến từ Thái Lan. Hồng Kông. Thái Lan. Nói chị này chỉ nghe chị là tướng mignon nhìn đẩy đà chắc có 7 đứa con. Okay. Nói chị dễ thương. Sùi ma. Ê nó, vô duyên quá tự nhiên nói tại giống ma vậy trời. À, sùi ma là đẹp. Thôi thì bây giờ em sẽ dẫn khách du lịch vô nha, rồi em có gì em phụ chị nha. Ok chị. Thì bây giờ em ơi em ăn cái gì em kêu đi. Nhắm xì sạch trục hay chicken amon. À. Cái bài gì á chị? Nâng con sầm si em ra đi nói một chi của Quang Hùng Bích đi á, chị có nghe không? Okay. Em lấy gà đi. Gà. Cán gà hay là đùi gà? Cán gà. Cán gà với là cái gì? À, cả nhà với lại ớt. Ớt hiểm hay là ớt trái? Con S. À, S xào lăng. S xào lăng bé ăn ớt chứ không phải là ớt. My turn. À, mày. Give me please a half fish and a little bit of chicken. And you shut up. You done. Yes. Let me talking. And a half fish and a little chicken. And what about the penis? Sẽ cay giác. Yeah.
xịt mài đó. Ồ, ăn giống bộ đội hả chị ha? Ăn ba bốn món không? Ok ok, đã đáp lý. Go. Dưa cà nè, heo quay nè. Đó đây là những đồ xào nè cả nhà thấy không? Giá trụng dấm nè. Cải chua 7x7 49 ngày nè. Đó, mắm nè, kim chi nè. Nói chung là kim chi đỏ ao đầy đủ các kiểu luôn. À, cô Tâm ơi. Dạ, đợi cô Tâm chút xíu, tại vì bây giờ cô Tâm cũng đang phục vụ khách đó cả nhà thấy quán hôm nay không? Đó, buổi trưa mới, anh chị mới về một tớp khách rồi đó cả nhà. Tại vì dòng cô chú văn phòng đó, cho nên anh chị mình coi một cái clip của em á, anh chị mình thương cô Tâm cũng như mến cô Mai Khanh. Anh chị mình có thể nhín cái thời gian buổi trưa hoặc là buổi sáng, anh chị mình có thèm món bún bò, mình có thể ghé cô Tâm nha cả nhà nha. Nói bắt buộc Vũ Thu Phương là em bảo đảm là cô Tâm sẽ giảm giá hoặc là tặng một suất CBD miễn phí. Đó, đó thì cô Tâm ơi, dạ cho mình ở đây mình bán bao nhiêu lâu rồi cô Tâm? Nói chung là quán này mình mới mở được trước đây là mình bán ở bên quận 3 là được 4-5 năm rồi. À. Sang bên quận 3 sau dịch người ta lấy mặt bằng. Dạ. Chờ đợi nghỉ luôn. Ok, đó thì cô Tâm đã bán ở bên quận 3 được 3-4 năm thì lúc đó là dịch, là cho nên là bên quận 3 người ta lấy lại mặt bằng. Cho nên cô Tâm rất là buồn và cô Tâm nghỉ một thời gian. Bây giờ cô Tâm bán lại và dọn ở quận nhất đang bán cũng gần 1 năm rồi. Cũng như là kiểu như là cô Tâm muốn kiểu như là truyền cảm hứng, giống như là mong là mọi người thương yêu đến ủng hộ cô Tâm để giúp cho cô Tâm có động lực mở thêm được là nhiều chi nhánh để mà phục vụ tất cả anh chị ở các quận nha cả nhà nha. Đó, cô Tâm, bởi vậy mọi người nghĩ đi, tại sao cô có tên là cô Tâm? Tại vì cô sống rất là có tâm và có tầm nha cả nhà nha. Những cái món ăn của cô đưa ra thì cô Tâm ăn ngon và cảm nhận ngon, cô Tâm mới đưa đến và phục vụ tất cả anh chị, cô dì chú bác mình ở gần ở xa. Đó, cơm thêm là miễn phí. Đặc biệt ở đây là sáng là chị đi chợ vào lúc 3 giờ rưỡi sáng và tất cả đồ ăn đây là đồ ăn tươi hàng ngày. Dạ. Chứ không có đồ đại cho mình tự đi chợ, tự mua và tự về, tự làm. Ok, con cảm ơn cô Tâm rất là nhiều nha. Và sau một cái clip này em con rất là mong là cô dì chú bác ở gần ở xa đến để mà ủng hộ cô Tâm. Giúp chị go. Vâng, và bây giờ giây phút xả vai vedette Vũ Thu Phương hết làm hướng dẫn viên. Bây giờ sẽ dẫn team đi ăn cơm trưa văn phòng. Xin mời người đẹp Sơn Kha Lai. Hello cả nhà, thì ngày hôm nay Sơn Kha Lai nhẹ nhàng đơn giản có mặt tại quán cơm trưa văn phòng của một người chị. Dạ, em xin chào chị Phương. Ok, chào em, xin mời em. Dạ, em đi vô rồi. Xả dài rồi nha quý vị nha. Xin mời thí sinh VV Cá Viên Chiên. Hô tên. Miss Universe VV Cá Viên. Tao nói xả dài nãy giờ. Trời ơi, tôi nói xả dài nãy giờ, cứ Miss Universe hoài. Xả dài mệt với tiếng Việt không? Mày cùng hả? Đừng ra tán tao. Đi vô rồi. Đang quay, con nhỏ này đang quay. Bây giờ đang quay đừng có đánh thì kia ngu. Bây giờ giờ đang quay là không có đánh. Ấy da đó. Ấy là đang quay người ta đó. Quá nhiều người coi. Trời ơi đau lắm luôn á. Nhiều người coi mình lắm đó. Xin mời người đẹp. Ồ quên. Hiểu lầm. Xin mời người đẹp vedette của đêm nay tại cơm trưa văn phòng. Người đẹp Diva Minh Tuyết. Cô ngáp, xin hãy đến với tôi người ơi. Đẹp quá. Con đã trắng đã cho một tiếng cười. Hay quá, mở giọng. Tôi sống nhưng không là tôi. Mở giọng. Mở rồi. Rồi. Trời ơi, chị ơi, ý là mình xả dai. Xả dai rồi. Rồi mình người Việt Nam rồi đó. Người Việt Nam, người Minh Tuyết trong vai khách du lịch Thái Lan. Nó xả dai là không có còn dai du lịch gì nữa. Xả dai. Đúng rồi, hiện tại là Minh Tuyết đang ở cơm trưa văn phòng. Hiện tại tao đánh đạo cái gì trời. Đang quay không có. Hiện tại thì Minh Tuyết đang ở cơm trưa văn phòng nha mọi người. Rồi, đi vô trong ngồi. Đó, như mọi người đã thấy thì trên clip tụi em rất là thương nhau nha cả nhà nha. Vì hôm nay vedette Vũ Thu Phương sẽ nhẹ nhàng đơn giản giới thiệu cho tất cả mọi người. Đây là tất cả các món ăn. Đây món ăn này là món ăn. Đâu rồi chị yêu của em đó rồi. Đặc biệt gì hả chị Tâm? À ủa? Là cô Mai Khanh hả? Xuống dưới em rước lên chị với. Trời ơi cô Mai Khanh, đi chung với em cả nhà. Cô Mai Khanh. Trời ơi. Dạ con chào cô. Dạ con đến đây để con xem bói à. Em không xem bói anh ạ. Dạ. Anh lúc đấy anh hỏi mọi người là đến từ đâu. Còn em anh không cần phải hỏi nhá.
đây là em đến từ Việt Nam ạ, à. Em ngồi em chờ anh như thế này, em chờ chứ họp việc kẻ cắp đã đến. Em ngồi em chờ thế chị từ sáng đến giờ. Con đến đây để con xem bói ạ. À. Em không xem bói anh ạ. À. Dạ. Được. Anh lúc đấy anh hỏi mọi người là đến từ đâu. Còn em anh không cần phải hỏi nhá. Đây là em đến từ Việt Nam ạ, à. Em ngồi em chờ anh như thế này, em chờ chứ họp việc kẻ cắp đã đến. Em ngồi em chờ thế chị từ sáng đến giờ. Em tưởng chị lại ngủ như là cái buổi bọn mình đi... Đối cô. Bọn mình đi thi ấy. Sợ hôm nay là chắc phải đến đêm thì chị bị đến đây. Thế em phải ngồi đây em chờ chị, trông em giống con ăn mày không hả chị? Giờ tôi lỡ cô Hành, hồi cô Hành ra đây ai dùng cơm với con. Trời ơi lâu lắm rồi đó cả nhà. Từ lúc mà thi cuối cuộc thi ngôi sao chốt đơn tới bây giờ mới gặp mặt cô Mai Khanh. Cô Khanh, cô Khanh, cô Khanh. Cô Khanh, cô Khanh. Ê ê. Anh bảy tâm bà. Bọn này đến đây ăn đắp mỹ đấy nhở. Cô ơi, cô ơi. Cô đang ốm đấy, đang ốm đấy, đang ốm. Ôi cô ơi cô, đàn cô đang ốm mà giỡn cái gì kỳ vậy trời, không có được giỡn vậy. Hiểu mọi người đây là cô Mai Khanh nha. Tụi dạ. Tụi chị này không phải nói người ta biết hết rồi. Không phải cô, đâu mình phải lấy chữa. Không phải giới thiệu. Không cô, này Minh Tuyết cô, Minh Tuyết, Tân Kha Lai. Dạ con chào cô. Vivi. Mai Khanh. Ok. Anh... Cô đen. Cô đen. Không được, không được, không được, không được. Cái tên ở nhà. Phương. Đó thì hôm nay hello tất cả mọi người nha. Thì đó đầu tiên xin cho Vanessa Vũ Đô Phương xin thay mặt cô Mai Khanh nè, Minh Tuyết nè, Sơn Lai, Vivi gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Đó, hiện tại Vanessa Vũ Đô Phương và cô Mai Khanh với nha cả nhà. Bây giờ con mời cô nha, mời cô ăn chung với tụi con. Đó, cả nhà thấy không? Không có cái nào mà ngon bằng cơm á cả nhà. Tại vì sao anh chị mình ăn cơm rất là chắc bụng nha cả nhà. Những người mà giống như là ăn bộ đội như em nè, ăn mà dạng ăn nhiều này kia kia nọ đó là phải ăn cơm văn phòng. Đó rất là nhiều món cho mọi người lựa chọn luôn. Đây cô Khanh cho con gửi cô Khanh nha. Liên hoàn cước, mồm liên hoàn cước. Nói không ngừng nghỉ, không cho ai nói cái gì. Thế mình nghĩ bọn ta bị câm mà. Ông ơi, con xin lỗi. Nói vừa để người khác người ta còn nói với mấy cái mà để mồm trang trí là nói. Dạ, thật sự mà nói thì ngày hôm nay rất là hạnh phúc. Và luôn luôn là hạnh phúc tại vì gặp cô Mai Khanh cũng giống như rất vui đã được chị Phương nè dẫn mấy chị em đi ăn cơm một buổi trưa của một cái bà chị thì rất là vui và dễ luôn đó. Bây giờ mới cơm hôm nay vui lắm em ơi, lòng ta như mùa xuân đang rộn ràng chạy hội. Chạy chị tiếp. Con mời mẹ ăn cơm nhanh đừng hát nữa mẹ đó. Ơi thì hôm mặc dù hôm nay con đang ôm dòng con đang khè khè nhưng con vẫn phải nói mẹ Vi ăn cơm đi mẹ Vi ơi. Ôi nói ngày này mình ăn cơm hay là ăn cái gì trời? Nói trong khi ăn cơm, mẹ ăn đi. Dạ, con xin mời cô. Ừ, dạ, ý là mời cả nhà nha. Em mời cả nhà. Mời cả nhà, mời cô dì chú bác đang xem kênh của Vũ Đô Phương cả nhà ăn cơm cùng chung với tụi em nha. Thì hôm nay gia đình của em ăn rất là món đơn giản đây. Ăn đơn giản lắm. Ăn này cho nó qua ngày đoạn tháng. Ăn để tồn tại, có mỗi con tôm có một lạng thôi mà. Ơi con tôm nó nặng quá. Thu Phương, riêng Thu Phương một đĩa đây là hết. Riêng Thu Phương cô... nói về độ ăn với độ ngủ của Thu Phương thì thôi có nghĩa là chúng ta miễn bàn cô. Miễn chê Emily hả? Nói gì tốt gì con. 500 rồi đã. Nói gì tốt gì con đi, nói gì tốt gì con. Đang nói tốt. Thu Phương này nhá, sống đẹp này, xinh này, ăn uống từ tốn này. Ăn ít lắm. Mỗi ăn thì 6 bát cơm thôi. À quên nhầm, 6 trời ơi, 6 bát nó đang gần bằng thánh giống rồi đó cô. Thêm nữa đó, thêm nữa đó. Có nghĩa là cái mâm này có nghĩa chỉ dành cho một mình Thu Phương thôi. Còn nếu muốn ai ăn thêm thì gọi. Thu Phương ăn ngủ đến nỗi mà đi thi mà lên ban giám khỏi rồi vẫn mồm vẫn thổi bóng. Thì cô Khanh kìa. À, nó... Ơi cái chị Thiện Kim này nha, hãy gọi về nha. Cô ơi cô, thấy Thiện Kim, máy quay ra quay. Con này sống rất hay, tên là gì con nhỉ? Con này sinh ra. Sơn Ca Lai. Sơn Ca Lai sống rất hay hơn Thu Phương nhiều. Thứ nhất là xinh đẹp, xăm trổ nhiều hơn. Và rất là xinh, vì nó đều là tiền mặt. Đưa cho tiền mặt, còn vừa rồi nó đưa cho tiền gió. Túi chả có đồng nào thì cũng đút vào đây này. Nó có cho đồng nào đâu, đái tiền gió. Tiền mặt thì mình phải đứng lên mà nói cho nó uy tín này. Ôi. Tên là gì lại quên rồi. Sơn Ca Lai cô. Nói về Sơn Ca Lai nhá. Sơn Ca Lai này là sống quá đẹp này. Xinh xắn mỹ miều hơn Thu Phương nhiều. Ăn ít này. Ăn uống rất là nết na thủy mị này. Con nhà gia giáo mặc áo không mặc quần này. À quên rồi, nhầm. Con nhà gia giáo có mặc quần và cả đi giày nữa. Đấy. Trời ơi thế này. Trời ơi. Đưa tiền đấy. Rồi không, lấy cái này khó bán. Lấy cái này nó truy ra nó dễ hơn này.
sống rất hay, thấy chưa? Tiền đầy túi, tình đầy tim nó thả như này thì không nói tốt về nó, nói tốt về ai? Đấy. Hả? Nó gì đấy? Cháy dầu mày ngửi đi, mũi tao chả làm sao cả. Nhà tao đầy dầu. Ý chỗ này tao mua 30 lọ con ạ. Chỗ này mua 30 lọ dầu. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Đấy. Đấy, thế nhất là... Đấy rồi. Đấy, ăn nói nhẹ nhàng, ông nói không nghe cái gì luôn. Thì hôm nay em xin giới thiệu đây là chị Tâm mà. Đó này, thì... Này, này, này. Nói cho nó rõ ràng này. Tâm đây là em gái của cô Khanh, nói cho nó rõ ràng. Yeah. Và cô Khanh đã đến đây đã review và đã ăn một lần rồi, nhưng cô Khanh là người Bắc, yeah, có thể người Nam chưa biết đến. Cho nên là hôm nay muốn mời Thu Phương đến đây để chia sẻ, để thứ nhất là mình ngon để mình chia sẻ đến tất cả các bạn miền Nam. Dạ, đúng rồi. Đấy, cho nên là mời đến đây chứ cháu chưa quen người này. Dạ, đúng rồi. Đây là do cô nhá. Vừa đã thấy thì bây giờ đây là chị Tâm, bạn của cô Khanh. Thì bây giờ chị Tâm có phục vụ tất cả mọi người là món cơm văn phòng. Có rất là nhiều món để mọi người lựa chọn, thì một chút nữa em sẽ quay cái micanu nha cả nhà nha. Đó thì hôm nay gia đình em sẽ ăn món này là món gì cô Khanh? Tôm gì cô Khanh? À cô Tâm. Tôm này là tôm cháy tỏi. À tôm cháy tỏi. Còn đây? Thịt luộc dưa giá. Dạ. Mắm. Wow. Tất cả là toàn đồ Huế hết này. Đồ Huế luôn hả cô? Dạ, đó cô Tâm đây. Món này món cá gì vậy cô? Cá chim sốt cà chua. Cho cô mượn đi mic cho. Okay, con mic. Cái này là cá chim sốt cà chua. Dạ, còn món này cô? Cái đó là cánh gà chiên nước mắm. Dạ. Cái đó là ruốc kho thịt. Đây là đồ xào đúng đây không? Đây là đồ xào. Dạ, còn đây là chả. Cái đây là chả tôm. À, chả tôm, còn đây? Đây là đậu hũ sốt cá. Còn đây là chén canh của cô Khanh. Cô ăn thử lấy ra 3 bát rồi. Từ lúc chờ Thu Phương đến từ chiều. Cảm ơn cô Tâm. Nhi giờ có chưa thầy đặc sản của Huế ở mố cô? À, ăn bụng bò. Bụng bò, ngoài bụng bò có gấm hển, có bánh đá chỉ món cô. Còn nữa, cô Tâm ngư Huế nè. Ngư Huế luôn. Cô ghé về thăm Huế. Mong chiều mưa bay bay, rồi cô đi vào thành để Huế nhớ về sau, để Huế hẻo Huế cây. Anh ấy hả? Cảm ơn cô Khánh. Gãy luôn cơm. Ô, bây giờ mất thời gian rồi, bây giờ quá trời thời gian rồi cả nhà. Bây giờ tụi em sẽ ăn nha cả nhà nha. Nói chung là ăn rồi cũng công tâm. Nói chung thì món nào ngon thì tụi em sẽ nói ngon. Đúng mà rồi. Món nào thì vừa nêm hay là gì thôi, thiếu cái gì thì tụi con sẽ giống như là sẽ gợi ý rồi. Để góp ý, góp ý để cho cô Tâm giống như nêm nếm này kia kia nọ. Cái này dấu tương lai của cô nè. À. Ban giáo quản đây. Đây là con gái của mẹ Huế. Ồ. Mẹ cũng nổi đến TikTok lắm. Quá xinh dữ vậy hả? Chưa chồng. Chưa chồng. Như qua hậu nữa. À. Anh này chưa có vợ luôn. Anh chỉ muốn uống đi bố nói chứ bố hầu ghê được. Không phải uống chi hệ cho người ta kiếm mà kiếm người ta là anh. Cô đi bố duyên bố hầu đã nó chở tiền nè. Sao mà nồng tình gì? Dạ, nồng yếu kém. Cải huệ, quên cải huệ. Đi ăn ngủ mà nồng như kém à. Cải huệ đi nghe nội thề. Đúng rồi. Dạ, xin lỗi quý vị khán giả. Có biết chứ không đổi chi hệ ra ăn với đội quả nè. Thôi mà. Đó kìa, thấy chưa cô Khanh review đó. Review cái gì? Cô Khanh nói ra con bé này dạy dạy ở nhà. Tao bảo nó ăn đấy. Nói mãi nó mới lẻ ăn đấy. Cha mà ơi. Ủa là sản bồi của chị em đề như được chuyện này, chuyện này tôi đề cho mỗi em. Ôi ngon quá. Dạ, rồi em mời cô dì chú bác xa rừng đang kem kênh rồi mọi người ăn cùng chung với tụi em nha cả nhà nha. Đâu có. Thì hôm nay là mình nhất điểm là công tâm nhá. Ok. Mỗi khi ăn một món là mình nói công tâm nhá. Dạ ok. Thì đây nó còn nằm trong diện uy tín nữa. Dạ. Cứ cái nào đúng mình nói, sai mình cãi. Dạ. Ok. Rồi bây giờ cô Khanh sẽ là người đề ba, mở hàng trước. Mở hàng bắt kênh cua, ok rồi. Đúng rồi, bây giờ cô Khanh sẽ review dưa leo cho mọi người biết là dưa leo ở đây sao. Dưa leo mày ăn đi. Mày nói cho công tâm dưa leo thế nào, nói đi. Đâu có, dưa leo là ăn kèm. Bây giờ là mình sẽ ăn mấy cái món chính là chẳng hạn như là tôm nè, tôm tỏi nè. Ôi cô Khanh ơi, trời ơi, con cảm ơn cô. Trời con này cho tao nhiều tiền nhất nè. Còn cho tiền gió thì thôi nè. Dạ, cảm ơn cô. Ăn đi. Cảm ơn cô. Đó cả nhà, mời cả nhà ăn cơm cùng chung với em nha. Đây là tôm sốt tỏi nha cả nhà. Tôm sốt tỏi. Đó, một chút nữa em sẽ ăn mỗi thứ một miếng để nói về cảm nghĩ của em nha cả nhà. Nhưng cái này ăn thì ăn phải bóc đầu ra để nhai cả đầu à? Cái này nói chung là không, cô không ăn đầu thì cô bẻ ra. Đó thì đây là nói chung là những anh chị mà làm công ty hay là văn phòng hay là làm các ngành nghề đó. Buổi trưa mình có đói bụng đó. Ôi cô Tâm ơi, một chút nữa cô cho con hỏi là giống như là mấy giờ mình mở cửa nha cô Tâm? À, 7 giờ sáng là mình bắt đầu mình có bún bò. Bắt đầu từ 11 giờ tới 2 giờ chiều là mình có cơm văn phòng. Dạ, rồi 2 giờ chiều rồi tới từ 2 giờ chiều mình nghỉ tới 4 giờ mình bạn là chỉ còn bún bò thôi. Để tất cả những cái món phụ của Huế. Còn đêm là cô đi nhậu. Sáng về. Đêm là cô đi nhậu, sáng cô về đi chơi. Đấy, luôn. Đấy nó đơn giản. Ok, cô Tâm. Cuộc sống của cô rất đơn giản. Dạ. Đó thì mời cả nhà ăn cùng chung với tụi em nha. Đây là tôm. Em ăn cơm
Ngon đấy nhở luôn rồi. Ngon. Dưa leo, cả là cuốn. Cho cô vay trước cái khăn nhé. Ok cô. Chả là cuốn rồi bác. Dưa leo mình ha, mắm bút nha cả nhà. Chả tôm đấy. Ngon ghê luôn. Cái đó là chả tôm của người Huệ nha, chị Lam đúng, em gọi chị Lam. Dạ. Ngon quá. Mắm ruột bán dưa leo chả chả mắm ruột. Ngon quá trời. Chúng chả mà ngón chi mình ngón vú hồ luôn đó. Ok. Ngon quá. Nhưng mà đặc biệt sao? Tôm mà tươi luôn, tươi gói luôn nha. Tôm tươi mà. Tươi tươi thì là tươi, có sao nói vậy. Đúng rồi. Đây là em cô là nói với cô Tâm này, cô rất là đạo đức mà rất là có tâm. Dạ. Chuyên là cái người đồng hành của cô trong trên con đường thiện nguyện đấy. Ừ. Mấy năm. Con hỏi này Tâm này có là đầu chấm có mấy con cá nhỏ đây gì luôn. Mắm à. Mày hỏi cùng nhà á. Ngứa mồm à. Mày vui vậy hả luôn trời. Tao ở đây đâu, tự nhiên con cá rồi có mấy lói cọt cả tôm ra mép rồi nè. Chủ nhà ơi. Con cỡ ơi, tôm mà chặt không luôn ngon lên không? Ngon quá không? Em nói gì? Này hỏi đi. Vậy cho em hỏi cái con cái này nước chấm có mấy con cá nhỏ trong đây lại cái gì sao? Cái này gọi là mắm rò. Mắm gò hả? Dạ đây là mắm gò nha quý vị nha. Ăn rất là lạ, rất là ngon và đặc biệt. Tại quán có mình. Đặc biệt là nó rắn với thịt heo quay với thịt luộc. Dạ. Có mình mày hỏi anh chị trên live biết mà. Đâu đâu có đâu. Biết cái này là mắm gò mà. Vậy hả? Ừ, có mình mày không biết á. Dạ ăn ngon miệng nha, mọi người ăn ngon nha. Dạ, okay, okay. Dạ cảm ơn cô. Ngon giờ lâu mà mới ăn được vậy trời. Ngon ghê á. Điện thoại chị đâu nhở? Rất là ngon rồi. Bây giờ để chị tí nữa chờ cô tí nhá, cô đang ở trong cái quán, cô đang quay một tí nhá. Đó là canh mướp nha đây nha. Ok. Rất là ngon đấy nhà ơi. Cái tủ lẩu đấy, cô là tủ lẩu ăn ngon nè. Hello mọi người nha, và bây giờ món thứ hai của Vedette Vũ Đức Phương ăn đó chính là bún bò Huế. Đó em mời gia đình mình ăn cùng chung với em nha. Bún bò Huế giờ có nạm nè, chả cua nè. Cô Hành ăn bún bò Huế chung với con không? Ăn đi cho cô hút tí nước rồi. À thưa mấy con là cô ăn bún bò Huế đây lâu rồi con ạ. À. À vậy thôi vậy. Hôm nay con mới được ăn thôi, cô thì cá nhân cô là cô thấy rất là ok. Mình nói thì bảo là hay là mình thổi kèn khen hay, nhưng không phải. Ăn đi thì biết mồm cái nhìn cái gì. Ok ok ok. Thôi vậy con xin phép con ăn trước nha cô Khanh ơi. Trời gặp cô Khanh đấy tự nhiên con bị tắt điện luôn á cả nhà. Gớm mồm chào cả nhà. Mời cả nhà ăn chung với em nha. 39 lạng thì con cân 8. Công Tâm đi, nói Công Tâm đi. Thịt nạm rất là vừa ăn. Không dai cũng không mềm. Bún trụng rất là tới nha. Rau đồ. Ai muốn ăn rau sống thì nói quán, ai muốn ăn rau chín thì nói rau quán trụng. Chưa thấy ngót đi cân nào. Cả làm vua. Như này từ ngày gặp nhau đến hơn năm nay chưa ngót đi cân nào. Thì như đợt này còn lên ấy nhỉ. Ngon quá mọi người ơi. Chả cua em mới vừa cắn ra luôn á nha. Cái giò nữa nè. Trời ơi. Giò nè. Wow, bà lem. Đéo biết mặt cứ giả vờ giả vịt, biết thằng nào mà lần nữa ông ấy. Very good. Mặt sẽ gì? Ủa mà đi Vũng Tàu này được năm chưa cô? Chưa, nó tới có mấy tháng luôn. Lâu mà mới ăn nó mới hơn. Bún bò Huế, hương vị Huế. Thôi rồi ăn thế thôi, ngon hay không nó chỉ vài miếng là được rồi con. Con còn ăn rất là nhiều món mà con ăn thấy nó no thì còn cái miếng này nó khó nói ra. Mình ăn đây là mình ăn để mình cảm nhận và mình nói với khách bằng cái tâm của mình. Con ăn như này mà con nhai thử lấy con nói này thì hết 6 phút rồi con ạ. Ý là là gì đang là con đang ngon. Bây giờ mình đang nói là mình đang chia sẻ đến tất cả các bạn đang yêu quý cô cháu mình đúng không? Đúng rồi. Thì con ăn như thế là đủ hiểu nhau rồi. Con ăn kiểu mình ăn gọi là ăn xã giao thôi để còn mình còn giới thiệu con khác. Ăn một lúc mỗi một lần mà ăn hết cả một bát bún như này xong lại cả mấy con tôm như này thì lạy mẹ con đi. Em ăn chung gì hả? À, bình thường bây giờ lại em mượn cái tô được không?
thấy người ta ăn thì bắt đầu lại thì lại em thấy chị lại ăn lại, ngon quá à. Lại tham sân si lại nổi lên đấy, thấy chị ăn ngon là lại đòi ăn đây này. Nước ngon thiệt nha. Trời ơi, gái chính chuyên ăn lúc ba mình đi dày đặc thật, rất là tươi dày, rất là ngon, không bị cứng quá. Con ơi, con nghe cô nói lấy cái lá chắn nó bắn lương thực ra con. Con lấy cái lá chắn nó bắn lương thực ra, nó trông nó hơi bị mất vệ sinh. Đấy, con nói đi, con nói thoải mái, có người nói cho che này giống cô là đấy. Dạ. Mình gái con nhà có ăn không? Mình rất là nói, ngon, con thoải bắn mái, mềm. Con nhìn vào đây, con nhìn chị cô. Mềm. Mấy ngày xong thì người nói. Hả? Không, vừa nói vừa ăn, như mình che là được. Như kiểu ở trên mình mua cái xe gạt mưa ở trên ô tô, cái gì gạt thế này. Không, ý là thịt nó rất là ngon, cái nước nó đậm vị, nó có một cái chất riêng. Nó không có, tại thường á thì con người miền Tây á, con ăn có vị, nó sẽ ngọt, vị nó sẽ ngọt, nhưng mà nó mặn nữa. Còn cái này nó sẽ theo một kiểu lợ, theo kiểu giống như là tùy mỗi chỗ á. Cho nên là cái... Đây nói chung là mình nói luôn là ngon đều. Dạ. Đấy, ngon đều. Đấy. Người này là người khỏe đều, còn đây là cái này ngon đều. Dã man chưa? Con gái con lứa sợ chưa? Con gái con lứa nhà tôi đấy. Trời ơi. Cái nước đó, nó quá ngon. Thật cùng thật. Cái review chân thật chưa? Chuyện đâu chân thật. Thật thật cái mềm, mềm mà mềm quá. Nhóm nhà Phương đau đầu, biết cũng rồi. Ngon. Hết hồn liền. Ngon. Có thằng nó vậy. Cho ít khăn để riêng cô này, đây hội này là chưa thấy, riêng cô này bất kể đưa một cái gì, một cái khăn hay một cốc cũng làm. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Mình phải lên học hỏi điều này chú Phương nhá. Cảm ơn cháu rồi đưa cô cái khăn. Ông cũng mắm ơn mà. Cảm ơn đâu. Ăn từ lấy giờ làm gì còn mồm để cảm ơn. Cảm ơn con. Thôi đừng khóc mà. Thôi cho anh cô lấy đùa thôi mà, cô vui thôi mà. Nhưng mà cô đâu có gì đâu, cô nói cô. Mày khóc làm cô khóc theo. Hai con chấm nóng tim nha. Ôi là trời, bữa cơm ăn chan nước mắt là cái gì vậy? Cô bổn Hà Nội chuyển mùa sao cô bị mất giọng? Không, em báo cáo chị là em đi Đài Loan về, bên Đài Loan là nó lạnh. Em về nơi nó nóng, thế là em sốc nhiệt, thế là em đau cổ. Chứ còn em không làm sao ạ. Sốc nhiệt. Tưởng cô đi nhậu quá nhiều. Đừng nói từ đấy. Em không biết nhậu là gì cả. Cô thế à. Thanh hiền lắm cho mọi người nghe. Không hiền chả hiền, nhưng mà nó cũng tầm vừa vừa. Nói chung là con người đều. Nói chứ tại vì bữa nay tụi em đi team là 4 người với lại mình cô Mai Khanh, cho nên gọi đồ ăn rất là nhiều. Đó thì cả nhà đi 2 người hoặc là 3 người, bây giờ cô Tâm sẽ làm một phần 55.000. Đúng rồi. Là gồm 2 món mặn với lại một món xào, hai một món canh. Một món canh, 2 đó. Món mặn, một món xào, một món canh. Đó là sẽ một cái mâm cơm 55k để cho mọi người nhìn thấy và mọi người sẽ biết được là cái 55.000 menu là như thế nào nha cả nhà nha. Đó thì bây giờ mọi người hãy cùng đi với em để cho cô Mai Khanh với lại mọi người ăn, đi cùng chung với em để cô Tâm à, đi, đi với chung con Khanh. Cái này là mình lên một mâm cơm một người nè. Nhưng mà đây. À. Mâm cơm 55.000 đây đúng không? Đúng rồi, một người. Đó là hai món mặn. Món mặn hôm nay chị Tâm cho tôm cháy tỏi với lại thịt luộc. Thịt luộc với lại mắm. TikTok em xem anh rất dạ, nhiều. Cảm ơn anh. Nói chứ em giỡn á. Dạ mọi người dùng cơm chưa nha anh. Dạ có ăn gì ăn ủng hộ chị Tâm em nha. Đây bây giờ 5.000 mâm cơm đây, mọi người cùng đi chung với em vô đây cả nhà. Lại vào. Đi giật lùi đi cho đẹp đi. Đó. Đúng rồi, đi thế đi, đúng rồi. Ôi giời, đi đấy, dáng đẹp vào, đi lại chuẩn luôn. Rồi thì cứ thẳng đứng lệch, đẹp quá. Rồi rồi ôi, dáng bê cơm này mà không ăn hơi phí. Đấy. Nếu mà riêng Thu Phương bán mâm cơm này phải bán 1.2 triệu. Đây cả nhà, đó đây là một không gian yên tĩnh đó cho mọi người xem. Đó thì hôm nay cô Tâm sẽ lấy ngẫu nhiên, kiểu như là ngẫu hứng tất cả cái gồm là đây là mâm cơm 55k. Tại vì nhiều anh chị mình ở gần ở xa đó, mình không biết là giống như là giá cả như thế nào. Đó thì đây mình cũng có thể gọi thêm một phần cơm thêm để mình ăn. Nói chung là cho những anh chị công nhân nè, hay là công trình, hay là nhân viên văn phòng, nói chung là tất cả những anh chị luôn. Đó mình đến đây mình thưởng thức cơm văn phòng rất là ngon luôn cả nhà. Nói chung thì em ăn rất là vừa miệng. Đó thì hồi nãy em có dùng là tôm cháy tỏi nè. Đó thì hôm nay thì cô Tâm sẽ làm 4 món. Đó thì giờ cả nhà gì? Cơm thêm là miễn phí hả? Ok, cô Tâm nói là cơm thêm là miễn phí nha cả nhà nha.
cả nhà có dùng cơm thêm là miễn phí đó. Cho cô kết lời này, cơm thêm miễn phí nhưng nếu gọi thêm một suất lừa vẫn là miễn phí, ăn năm cái Âu này vẫn là miễn phí hết. À có nghĩa là miễn phí đó, cứ mọi người cứ nói cái bắt buộc là cô Mai Khanh là miễn phí tất cả đó. Thì đây có tôm nè, thịt luộc với lại mắm nha cả nhà nha, mắm rim đó, canh là canh mướp nè cả nhà, đồ xào là có đậu que xào thịt, còn bên đây là cải chua với lại giá đó, rất là ngon nha cả nhà nha. Và bây giờ em xin phép em được xin cho bưng cho khách nha cả nhà, đây là cái mẫu thôi cả nhà đó, mong cả nhà thương, cả nhà mến cô Tâm, cả nhà có thể ủng hộ cô Tâm giống như đi vô trong nữa. Bye bye cả nhà.